chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái bàn của IKEA. Cái bàn này có tên là Kavis Pro, có hai size và hai màu, màu xanh đậm và màu trắng. Mình mua size nhỏ màu trắng, được bán với giá là 49,99 đô, tính tròn là khoảng 50 đô. Nó không chỉ là cái bàn mà nó có thể lưu trữ những cái món đồ nhỏ, ví dụ như sách báo chẳng hạn. Cái bàn này mình có thể để phòng khách. Hoặc để phòng ngủ chỗ đầu giường cũng được.